Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm của kênh sản phẩm smarthome.vn. Đó là bộ khóa cửa điện tử kèm chìa khóa RFID RC522. Bộ combo này bao gồm khóa cửa có thể mở bằng cả chìa khóa hoặc nguồn 12VDC, các phụ kiện lắp đặt và chìa khóa kèm theo, mạch điều khiển RFID tích hợp nút nhấn để mở cửa, hai thẻ mở cửa đã được học lệnh và một thẻ master cho việc học và xóa thẻ, nguồn 12V 4A, một vài điểm đặc biệt với phần khóa điện trong sản phẩm này, hai dây đỏ để kết nối với mạch điều khiển, không phân biệt cực âm dương, mặt sau có thể mở khóa bằng chìa khóa trong trường hợp bạn không sử dụng thẻ để mở cửa vào nhà. Phía trước khóa có nút xoay để mở cửa từ trong nhà đi ra. Nút xoay này cho phép bạn mở cửa mà không cần kết nối khóa với mạch điều khiển. Trên mạch điều khiển cũng có một nút nhấn để bạn mở cửa khi đứng ở trong nhà. Sau khi cấp nguồn để mở cửa, bạn có thể nhấn nút trên hộp điều khiển. Với thẻ chưa học lệnh, rất đơn giản ta thực hiện. Quét thẻ master trắng, còn nháy liên tục là mạch đã nhận dạng xong. Sau đó quét một hay nhiều thẻ mà bạn muốn học lệnh, chờ đến khi tiếng còi kêu kéo dài vài giây, quét lại thẻ master là đã có thể mở cửa bằng thẻ đã học lệnh. Như đã nói, bạn cũng có thể mở khóa bằng nút xoay trên thân khóa nhẹ. Mọi thắc mắc cũng như tư vấn, các bạn có thể liên hệ đến trang fanpage sản phẩm Smart Home để có thêm nhiều sản phẩm hữu ích khác nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.